Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Tiếp nối với video lần trước, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về dự án GS Metro City Nhà Bè, quận 7. Nhưng trước khi bước vào các thông tin chi tiết, chúng ta sẽ điểm qua các thông tin cơ bản để mọi người và các bạn có cái nhìn tổng quan và rõ nhất về dự án này nhé. Như các bạn đã biết, dự án GS Metro City Nhà Bè quận 7 được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển GS Nhà Bè, có công ty mẹ là GS E&C, được mệnh danh là người khổng lồ trong mảng đầu tư đa lĩnh vực tại Hàn Quốc. GS Metro City được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, có kết cấu bền vững, sở hữu tổng diện tích lên đến 350 ha, là một trong những siêu dự án của khu vực phía Nam Sài Gòn và được kỳ vọng sẽ trở thành Phú Mỹ Hưng thứ hai, góp phần tạo nên bộ mặt mới cho khu vực này. Chính vì thế mà dự án đang tranh giành được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư và đặc biệt là trên thị trường bất động sản. Đây là một dự án được định vị ở phân khúc cao cấp, rất đáng mua và đầu tư bởi dự án tập hợp được đầy đủ các yếu tố vượt trội, đáp ứng được yêu cầu của phần lớn khách hàng cũng như phù hợp để đầu tư sinh lời. Trên đây là các thông tin cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tìm hiểu sâu hơn về yếu tố mặt bằng và thiết kế của từng khu vực này nhé. Về mặt bằng dự án GS Metro City Nhà Bè, với quy mô gần 350 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chính, đó là phân khu A có diện tích 115,115 ha, có tên là khu đô thị Tuyến Tính. Khu B có diện tích 57,804 ha, được quy hoạch trở thành một khu bán đảo trung tâm, cùng một khu đô thị Gateway City. Và cuối cùng là khu C với diện tích 76,482 ha là khu đô thị công viên Park City. Nhìn trên mặt bằng tổng thể của dự án, ta có thể thấy được khu quy hoạch dành cho khu dân cư sẽ có diện tích 115 ha, được phân bố tập trung ở khu vực phía Bắc là khu A và khu vực phía Nam là khu C, và một số khu vực dành cho công trình hỗn hợp bao gồm các loại hình thức như biệt thự, nhà ở thấp tầng, căn hộ chung cư. Ngoài ra, khu dân cư còn được quy hoạch xen kẽ các tiện ích công cộng như công viên cây xanh, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí. Riêng khu đất dành cho công trình công cộng tại GS Metro City Nhà Bè sẽ có diện tích là 34,438 ha, bao gồm các loại công trình công cộng cấp khu ở quy mô 20 ha và một số công trình công cộng cấp đô thị như trường học, trung tâm y tế, trung tâm mua sắm thương mại, trung tâm tài chính có quy mô gần 15 ha. Đối với khu đất dành cho giao thông sẽ có quy mô là 66,36 ha, bao gồm khu đất dành cho giao thông cấp đơn vị 35 ha và đất giao thông cấp đô thị 31 ha. Cùng với đó, với quy mô quy hoạch lớn như thế này thì các loại hình sản phẩm bất động sản thương mại tại dự án GS Metro City sẽ được triển khai xây dựng với số lượng khủng, bao gồm 13.000 căn hộ, hàng trăm căn hộ trung cấp, 760 căn biệt thự và hàng trăm căn nhà phố liền kề, shophouse. Tiếp theo đây, phải kể đến một yếu tố không thể thiếu góp phần tác động đến sự lựa chọn trong quá trình chọn và mua đầu tư, đó chính là thiết kế. Thiết kế của các sản phẩm tại dự án GS Metro City mang đậm nét Á Đông với lối thiết kế chủ đạo theo phong cách tối giản nhưng vô cùng hiện đại, tối ưu hóa diện tích tiếp xúc với thiên nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, mang lại cho người dân một không gian sống tươi, trong lành và khỏe mạnh. Và do nhu cầu đa dạng của khách hàng, các sản phẩm tại GS Metro City Nhà Bè cũng được đa dạng hóa về các loại hình từ căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse. Cùng với đó, sự phong phú về diện tích trong mỗi loại hình sẽ giúp mang đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính. Về căn hộ, mỗi căn sẽ có diện tích dự kiến từ 50m2 đến 90m2, 1 đến 3 phòng ngủ, với lối thiết kế sang trọng và tối ưu không gian sống, cùng các thiết bị hiện đại phù hợp với những gia đình trẻ hay thậm chí là gia đình nhiều thế hệ. Về nhà phố, dự án thiết kế sẽ có 3 loại hình nhà phố là 6 x 18m, 6 x 20m và 7 x 20m, với thiết kế gồm một trệt 3 lầu và áp mái tại phía nam dự án. Với lối thiết kế tạo không gian mở khu vực ngoài phòng khách, bàn ăn, nhà bếp, tầng lửng và chỗ đậu xe bên ngoài. Đây là lối thiết kế phổ biến với loại hình nhà phố tại Việt Nam, nhằm mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi cho gia chủ. Đối với loại hình shophouse thương mại, sẽ bao gồm 2 tầng thương mại và 2 tầng nhà ở, đặc biệt là có thang riêng lên tầng ở. Với sự phân bố không gian như thế, đây sẽ là loại hình thích hợp cho khách hàng đầu tư, bởi dự án này sẽ thu hút một lượng lớn dân cư về sinh sống, thì những căn shophouse ở đây sẽ mang lại tiềm năng về giá trị khi đầu tư cho thuê lẫn đầu tư sinh lời. Về biệt thự,
Biệt thự tại GS Metro City Nhà Bè có hai loại hình, đó là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Về biệt thự song lập nằm ngay tại phía nam khu vực, bao gồm một hầm, một trệt, ba lầu. Lối thiết kế kết hợp cảnh quan lên tới tầng thượng tạo không gian mở, thiết kế phòng ăn, phòng bếp, chỗ đậu xe linh hoạt. Và biệt thự đơn lập cũng nằm tại phía nam khu vực, gồm có một hầm, một trệt, ba lầu, chỗ đậu xe bên trong và bếp ướt. Với sự đa dạng về loại hình cũng như thiết kế kể trên, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn đầu tư vào các sản phẩm của dự án GS Metro City, cũng như tin tưởng chọn nơi đây là nơi bắt đầu xây dựng tổ ấm cho bản thân và gia đình của mình. Hy vọng với những thông tin chúng tôi mang đến sẽ có ích cho các bạn. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 079-679-6789. Đội ngũ chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và giải đáp những khúc mắc về dự án, cũng như mang lại cho các bạn những trải nghiệm chuyên nghiệp nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.